Sau 3 ngày nghe tin thất động, hôm nay vợ chồng chị Vũ Thị Thanh ở quận Tân Bình mới thu xếp được thời gian để đi đóng góp được. Dù số tiền đóng góp không nhiều, chỉ là tích góp từ các thành viên trong gia đình chị Thanh. Nhưng là sự chia sẻ với những người dân Philippines đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tôi chỉ hy vọng rằng tất cả các nước trên thế giới cùng chung tay, nghĩa là cứu trợ để giúp được cho người dân của Philippines được qua cái cơn hỏa hoạn này. Không chỉ có các cô chú đã về hưu, mà còn có các bạn trẻ, các tổ chức từ thiện cũng đến đây để gửi gắm tình cảm, mong mỏi giúp người dân bị thiệt hại của siêu bão. Hiện tại cái quỹ từ thiện chỉ còn không có nhiều, đa thôi cũng có chút ít để đóng góp, để giúp đỡ chừng một giọt nước cho dân tộc Philippines đỡ đói khát. Hiện tại, báo Tuổi Trẻ đã nhận được gần 300 triệu đồng từ đóng góp của người dân bằng cả việc trực tiếp và chuyển tài khoản. Hy vọng sự chia sẻ sẽ còn tăng lên nhiều lần trong thời gian tới. Đến giờ này, nó có hàng trăm bạn đọc đến để ủng hộ và số tiền thì không nhiều. Nhưng mà đó chính là cái tình cảm mà của bạn đọc báo trẻ muốn chia sẻ với bà con Philippines trong cái lúc mà bị ảnh hưởng của siêu bão này. Ngoài báo Tuổi Trẻ và Hội Chữ Thập Đỏ, còn có khá nhiều những kêu gọi mang quy mô nhỏ. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đang một lòng hướng về những miền đất phải gánh chịu thiên tai bão lũ, dù là khúc ruột miền Trung hay những người láng giềng đau thương Philippines.